Rồi, kết quả máy tính của chúng ta xử lý cực kỳ đơn giản, hết sức thủ công, và mục đích của chúng ta là chỉ để học cái sự kiện thôi, cho nên không có cần làm gì hoa mỹ hết, chỉ cần làm được các sự kiện như vậy là chúng ta đã xong rồi. Như vậy lúc nãy ngay cái chỗ lô, đợi tí xíu nha mấy em online. Khổ thế. Rồi mấy bạn online ở nhà thấy thế nào nè? Chắc là mình cần phải có một cái liều thuốc nào đó để nhanh hết COVID, đúng không? Mình lên lớp đúng không? Chứ ở nhà mà học online hoài chắc cũng hơi bị đuối. Như vậy lúc nãy mình nói là gì? Khi mà mình đã bắt được sự kiện là mình lấy được các bottom của mình giá trị là bao nhiêu đúng không? Là mình sẽ xử lý từ 0 đến 9. Thì làm cái gì? Thì ngay từ lúc đầu, ngay ở trong cái phần bench press này thầy cũng đã nói rồi. Và bây giờ nhắc lại để thầy cho các bạn xem cái code thầy viết làm sao. Phải không? Và cái này á, tại sao mà thầy không hướng dẫn các bạn suốt một cái quãng từ đầu đến cuối, mà thầy cứ nhắc tí nhá tí để làm gì? Để cho các bạn suy nghĩ xem thử mình nên làm gì. Chứ nếu như mà thầy hướng dẫn các bạn từ đầu đến cuối luôn á thì vô hình chung là các bạn chỉ là cái bình thôi, thầy rót nước vô là xong. Nhưng mà thầy không muốn vậy. Thầy muốn là cái bình của các bạn sẽ tự lấy nước. Đúng không? Như vậy thì cái hồi nãy thầy nói rằng khi các bạn nhấn bất kỳ một phím gì ở trên cái máy tính của mình thì nó sẽ có những trường hợp. Thứ nhất là nhấn phím số. Thứ hai là chúng ta nhấn phím toán tử. Thứ ba là nhấn phím bằng. Thứ tư là nhấn phím gì ta? Nhấn phím C là clean, là xóa kết quả. Được không? Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có bốn cái lựa chọn để nhấn. Thứ nhất là chúng ta khai báo những cái này đã nè. Số 1, số 2, toán tử và kết quả. Đúng không? Trước tiên chúng ta phải khai báo. Và cái đoạn này hồi nãy mình nói rồi. Bây giờ seek key value là mình đã có được cái value rồi. Đúng không? Và lúc nãy thầy nói lựa chọn của mình là các con số từ 0 đến 9. Thì đây, key của thầy từ 0 đến 9. Và ngay từ đầu thầy cũng nói trong này mình làm gì ta? Khi mình nhấn một phím số thì mình làm gì? Chưa. Gán vô đâu? Sao biết? Làm sao biết? Làm sao biết mà gán? Nó có mấy trường hợp gán? Hai trường hợp là trường hợp nào? Là toán tử của chúng ta có hay chưa? Được không? Rồi. Như vậy chúng ta xuống chúng ta xét nếu toán tử mà rỗng thì làm gì? Số cộng bằng value, cộng này là cộng chuỗi nha. Cộng chuỗi rồi, chạy lên để thấy được cái mà chúng ta đang nói. Chúng ta nhấn 1. Chúng ta nhấn 2. Chúng ta nhấn 3. 6 5 4 7 9 8. Chúng ta nhấn cái gì? Thì nó thêm vào cái đó thôi. Và sau khi nó thêm xong thì mình hiện cái đoạn mà nó thêm là cái số 1 này nè. Ra cái kết quả để mình thấy. Được không? Ra cái kết quả để mình thấy. Được không nào? Rồi. Nếu trường hợp mà cái toán tử của mình khác rỗng, tức là mình đã nhấn cộng trừ nhân chia rồi, thì cái mình cộng không phải là số 1 mà là số 2. Vậy thì chúng ta chạy lại chỗ này. Nó là cộng, xuất hiện dấu cộng.
À, mình bấm xóa đi ha, mình làm số lớn quá mình không có thấy được. Rồi, chỗ này thầy quên set cái này rỗng rồi. Quên. Bây giờ làm luôn. Để nó kỳ kỳ, đúng không? Nếu như mình bấm chữ C thì chỗ này mình set cho nó bằng rỗng luôn. Nhìn cho nó dễ chịu tí xíu. Ok, 1 2 C rồi. Bây giờ mình sẽ bấm 12 cộng 2 bằng 12 cộng 2 bằng 14. Vậy thì cái code của chúng ta, nếu trong trường hợp mà cái toán tử của mình khác rỗng thì mình add cho số 1, nếu toán tử bằng rỗng thì add cho số 2. Ổn chưa? Rồi tiếp tục. Mình không nhấn số nữa mà mình nhấn toán tử thì nó có cộng, trừ, nhân, chia và mình gán cái toán tử bằng rỗng bằng value. Lúc đầu là vào toán tử rỗng thì gán bằng value. Và chỗ này nếu bạn nhấn cái cộng, trừ, nhân, chia mà bạn nhấn đi nhấn lại nhiều lần cùng lúc thì theo các bạn nó sẽ như thế nào? Hả? Sao ta? Bạn nào phát biểu giúp thầy nào? Ví dụ thầy nhấn 12, lúc đầu thầy nhấn trừ, sau đó thầy nhấn cộng thì chuyện gì xảy ra? Lấy cái cuối cùng rồi, tí nữa cho thầy tên để thầy lấy điểm cộng nha. Ok, đơn giản vậy thôi, điểm cộng rất là đơn giản. Giống như chúng ta đang dở thôi, đúng không? Rồi, nếu như mà các bạn nhấn phím trừ, sau đó nhấn phím cộng 3 bằng. Như vậy thì cái cách làm của thầy đơn giản là chúng ta cứ nhấn gì đó, nhấn kệ. Và nó cứ lấy giá trị cuối cùng mà chúng ta nhấn. Hết. Rồi. Như vậy chúng ta đã xử lý xong sự kiện các toán tử. Lúc nãy chúng ta nói tiếp đến cái vấn đề thứ ba là chúng ta nhấn dấu bằng. Được không? Chúng ta nhấn dấu bằng. Nếu chúng ta nhấn dấu bằng mà chỗ này thầy xử lý cũng chưa tới. Trong trường hợp nếu chúng ta nhấn dấu bằng mà không có A, số 1 cũng không có số 2 cũng không có toán tử thì chúng ta làm sao ta? Ở đây là thầy đang làm gì đó? Nếu không có mấy cái đó thì không làm gì cả. Còn nếu như bạn vui tính thì bạn làm gì? Xuất ra câu thông báo là chưa có dữ liệu. Đó là một cái hướng mở để mà các bạn làm thêm cái chỗ này giúp thầy nha. Ở cái chỗ mà sheet K này nè, bạn làm thêm giúp thầy. Còn thầy chỉ dừng ở đây thôi. Được chưa? Như vậy, nếu như toán tử của mình là bằng cộng thì lấy số 1 cộng số 2. Tại sao thầy đưa cái này vô? Hello. À, đôi khi thầy đã cho các bạn code rồi, hôm sau code lại chạy được 10 điểm không? Cũng được. Nếu như thầy hỏi bất kỳ chỗ nào bạn đều trả lời được hết. Thầy kêu xóa cái này, code lại cho thầy cái ok thầy. Đúng không? Đó, như vậy thì các bạn khi mà chúng ta học, chúng ta không nhất thiết là phải tự nghĩ nhiều tại vì chúng ta đang học. Đó, rồi ok. Cái mà quan trọng thầy đang muốn truyền cho các bạn ở đây không phải là cái bài máy tính này mà thầy muốn trao đổi với các bạn cái gì ta? Thầy muốn trao đổi với các bạn là nếu như một cái ý tưởng của khách hàng là như thế thì mình sẽ xây dựng ý tưởng như thế nào? Mình sẽ xây dựng ý tưởng chỗ này. Chưa có gì hết. Và từ cái ý tưởng này mình sẽ triển khai thành code như thế nào? Đó là cái thầy mong muốn ở các bạn.
chứ không phải là một cái bài toán cụ thể là một cái máy tính bỏ túi, không phải nha. Như vậy thì kết quả của chúng ta sẽ được gán, kết quả này chắc chắn nó là kiểu số, bởi vì trong JavaScript nó không có kiểu, nó chỉ có kiểu bằng giá trị được gán vào cho nó, đúng không? Rồi ok, cộng thì cộng, trừ nhân chia, nhân là mình viết ít để cho nó giống giống máy tính, nhưng mà thực ra chỗ này mình phải dùng dấu sao nó mới nhân được, và xuất ra kết quả. Nếu trong trường hợp nhấn chữ C thì reset hết tất cả lại và để cái chỗ này xuống dưới thì nó hợp lý hơn đó, và gán value bằng 0, được chưa? Và chúng ta đã có một cái bài máy tính. Nhiệm vụ của các bạn là cái CSS, làm sao cho cái máy tính của mình nó đẹp lên tí, nó nằm vô giữa chẳng hạn, nó màu mè lên, được không? Rồi một cái gợi ý, khi các bạn phát triển máy tính nữa nè, khi mà chúng ta nhấn nó hiện ở đây, nó có kỳ không ta? Kỳ không? Chuyển qua bên phải giúp thầy. Gì nữa? Thay vì thầy bấm số, thầy có quyền gõ vô đây 1, 2, 3. Cộng 3. Cộng 3 bằng. Đó. Vấn đề là các bạn có thể xử lý thêm phần đó. Ok không? Làm đến đây cơ bản code được, hỏi được sơ sơ mấy điểm rồi, gắng ha, các bạn sẽ sửa lại cho nó đẹp giúp thầy xử lý cái này, kênh qua phải dễ không ta? CSS thôi. Rồi canh cái máy tính của chúng ta nó lớn một tí, tại vì cái này thì dâm khá là lớn, chứ còn kích thước thực của nó đây đó, kích thước thực của nó cực nhỏ, mình làm sao cho nó lớn lớn một tí để cho nó đẹp màu mè lên nha. Rồi ok, rất là tốt. Không biết là mấy bạn online có theo kịp không? Hello hả? Hãy subscribe.